trông nhà xác. Màu quảng cáo khiến tôi rùng mình, nhưng đồng thời nó cũng có một sức hút kỳ lạ. Nội dung như sau: kiếm $120 mỗi đêm với tư cách là một nhân viên bảo vệ tại nhà xác. Đừng bỏ lỡ, hãy đăng ký ngay bây giờ. Tôi đã thất nghiệp một thời gian, cần phải trả tiền thuê nhà và các hóa đơn quá hạn. Với mức lương này, tôi có thể sống như một ông hoàng. Vì vậy, tôi đã ngập ngừng nộp đơn, nửa hy vọng rằng mình sẽ không nhận được phản hồi từ công ty. Không đầy 2 giờ sau, tôi nhận được email từ nhà tuyển dụng: cảm ơn bạn đã nộp đơn vào vị trí nhân viên bảo vệ ban đêm tại nhà xác của chúng tôi. Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng kỹ năng của bạn phù hợp với công ty của chúng tôi và chúng tôi đề xuất muốn nhận bạn vào vị trí nhân viên chính thức, thời hạn hợp đồng là 1 năm. Nếu bạn đồng ý với các điều khoản dưới đây, vui lòng ký tên của bạn qua trang web ký tên trực tuyến được gửi bên dưới, và ca là việc đầu tiên của bạn sẽ bắt đầu lúc 10 giờ tối nay. Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán $600 hàng tuần vào tài khoản ngân hàng được cung cấp. Tối nay, tôi nghĩ nó hơi quá sớm, nhưng tôi không phàn nàn. Tôi không biết phải mong đợi điều gì hoặc tôi sẽ gặp ai ở đó, vì vậy tôi đã mặc áo sơ mi và quần jean và đến địa chỉ hơi sớm. Tôi có mặt ở đó lúc 9 giờ 40 tối và một người đàn ông trung niên có vẻ là nhân viên nhà xác đã chào đón tôi. Xin chào, Ethan, phải không? Tôi là Jock. Ông ấy bắt tay tôi với một nụ cười. Tôi biết có lẽ cậu đang thắc mắc tại sao phải bắt đầu công việc gấp đến vậy, để tôi giải thích luôn. Lý do là chúng tôi đang cần một nhân viên bảo vệ mới cho ca đêm nay ngay lập tức. Vì vậy, tôi mới được thuê với mức thù lao cao để đến nhà xác của ông làm việc. Tôi hỏi, đúng vậy, chúng tôi đã nhờ môi giới đăng tin tuyển nhân viên bảo vệ cho nhà xác này, và theo những gì tôi nghe được, họ trả lương cho cậu khá cao. Vì vậy, ai biết được, hãy làm tốt nhiệm vụ và cậu có thể có được vị trí thậm chí còn tốt hơn trong tương lai. Ông ấy nháy mắt. Vậy về nhiệm vụ của tôi ở đây là gì? Tôi thắc mắc. Ồ, cái đó. Không có gì to tát, chỉ cần đảm bảo không ai đột nhập vào đây hoặc ra ngoài là được. Ông ta nhún vai nói. Chúng tôi nhìn nhau trong giây lát, nhưng rồi ông ta cười khúc khích rồi tiếp. Tôi chỉ đùa thôi. Nghe này, ca làm việc của tôi đã kết thúc, vì vậy tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Cứ ngồi yên trong văn phòng và thư giãn cho đến 6 giờ sáng. Dứt lời, ông ta rời đi. Tôi ngồi xuống cạnh bàn làm việc trong văn phòng. Tôi nghĩ rằng có lẽ điều này sẽ không quá tệ. Có một tờ giấy trước mặt tôi và sau khi quan sát nó, tôi nhận ra nó là một danh sách các quy tắc được gửi đến tôi. Nó ghi: gửi nhân viên bảo vệ mới. Chào mừng bạn đến với The Company. Dưới đây là danh sách các quy tắc cho công việc của bạn. 1. Điều đầu tiên bạn nên làm là tiến hành quét dọn toàn bộ khu vực để đảm bảo không có gì bất thường, bao gồm cả buồng ướp xác. Lưu ý quan trọng: nếu bất kỳ băng ca nào được kéo ra khỏi buồng ướp xác, hãy đẩy chúng trở lại. Chúng phải luôn được đẩy vào. 2. Sau khi quét dọn, bạn có thể ở lại văn phòng cho đến khi kết thúc ca làm việc. Có nhiều quy tắc hơn được liệt kê bên dưới, nhưng tôi quyết định kiểm tra nơi này trước. Nó khá nhỏ, với một căn phòng lớn chứa đồ dùng y tế, một buồng ướp xác và một phòng tắm. Đầu tiên, tôi quyết định lau dọn nơi ghê rợn nhất, buồng ướp xác. Tôi rời khỏi văn phòng và mở cánh cửa buồng ướp xác ra. Ngay lập tức, tôi bị một luồng khí lạnh ập vào. Bên trong có 2 chiếc xe chở xác ở giữa phòng và các ngăn kéo dọc theo vách tường. Tôi biết bên trong chúng là gì. Tất cả chúng đều đóng cửa, vì vậy tôi vội vàng rời khỏi phòng. Trên đường trở về từ phòng tắm, tôi thấy một người đàn ông mặc áo khoác phòng thí nghiệm đang đứng trong phòng y tế. Anh ta đang lục lọi một số dụng cụ bên cạnh một túi đựng xác. Chúa ơi, anh làm tôi sợ chết khiếp. Tôi nói. Anh ta nhìn tôi với vẻ bối rối và tiếp tục làm việc. Tôi tưởng mọi người đã về hết rồi. Tôi tên là Ethan, tôi là nhân viên bảo vệ mới. Tôi nói to, nhưng một lần nữa, anh ta chỉ đơn giản là phớt lờ tôi. Tôi vẫy tay ra hiệu và trở về văn phòng. Tôi vừa định tiếp tục đọc các quy tắc thì đột nhiên có một tiếng kẽo kẹt, nó hú vang vọng khắp tòa nhà. Nó rất nhỏ, nhưng nghe có vẻ như nó phát ra từ đường ống thông gió. Nó liên tục kéo dài trong vài giây, sau đó ngừng lại, và nó lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian tương tự. Tôi phớt lờ nó và tiếp tục lướt điện thoại. Nhưng càng về sau, tiếng kéo kẹt càng kéo dài, tôi càng trở nên lo lắng, bởi vì chúng không còn giống tiếng gió hú nữa mà giống như tiếng rên rỉ. Tôi ra ngoài định để hỏi gã nhân viên kia về điều vừa xảy ra, nhưng có lẽ anh ta đã về nhà rồi. Tôi không thể xác định chính xác âm thanh phát ra từ đâu, nhưng có vẻ như nó phát ra từ buồng ướp xác, vì vậy tôi đã đến đó. Ngay khi tôi mở cửa, cả tòa nhà trở nên im lặng. Tôi nín thở quan sát căn phòng một lượt và nhận ra rằng một trong những ngăn kéo đựng xác đã được kéo ra một chút. Tôi đẩy nó vào và chạy vội trở lại văn phòng. Tiếng hú đã hoàn toàn biến mất vào lúc đó,
Tôi bắt đầu lôi tờ giấy quy tắc ra và tiếp tục đọc. 3. Bạn có thể ngủ trong văn phòng, nhưng chúng tôi không khuyến khích điều đó. Đúng lúc đó, một âm thanh lớn phát ra khiến tôi giật mình. Xin vui lòng. Ai đó cho tôi ra, giọng nói từ đâu đó và đường ống thông gió đang truyền đi giọng nói của một người đàn ông trong không gian. Tôi đứng dậy, tim đập thình thịch. Cho tôi ra, tôi không thể thở, giọng nói lặp lại, tiếp theo là một loạt tiếng đập lớn. Tôi mở cửa văn phòng và những tiếng la hét dường như phát ra từ buồng chứa xác. Tôi run lên vì sợ, nhưng tôi vẫn quyết định mở cửa căn buồng đó ra. Tôi không chết, đây là lỗi. Ai? Giọng nói lớn hơn khi tôi mở cánh cửa và thận trọng đi vào. Bạn ở đâu? Tôi nhìn xung quanh một cách tuyệt vọng, trong khi người đàn ông kia vẫn tiếp tục la hét và đập cửa. Tôi tiếp cận nguồn âm thanh, cúi xuống để lắng nghe từng ngăn tủ để đảm bảo rằng đâu là ngăn đúng. Tôi không chết. Cho tôi ra. Làm ơn. Giọng nói và tiếng đập đột nhiên dừng lại khi tôi kéo ra ngăn kéo, nhưng bên trong chỉ là một xác chết lạnh lẽo của một người đàn ông trung niên. Tôi đứng đó, nhìn chằm chằm vào xác chết, tâm trí tôi không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Tôi nghe rất rõ, cảm thấy tiếng đập khi tôi cầm tay nắm ngăn kéo và sau đó giống như ai đó đột ngột tắt nó đi. Liệu tâm trí tôi đang chơi khăm tôi? Tôi đẩy ngăn kéo lại và chạy ra ngoài, đóng cửa văn phòng và nghĩ rằng ứng tuyển vào đây có thể là một ý tưởng tồi. Sau một thời gian định thần, tôi đã tự thuyết phục bản thân rằng tất cả đều là do tôi tưởng tượng ra thôi. Tôi tiếp tục đọc các quy tắc. 4. Bạn có thể bật nhạc để giết chết sự im lặng, miễn là nó không át đi bất kỳ tiếng ồn bên ngoài nào. 5. Nếu bạn nghe thấy những âm thanh vô nghĩa phát ra từ buồng chứa xác, bạn có thể bỏ qua chúng. 6. Nếu những âm thanh đó biến thành tiếng la hét hoảng loạn, hãy làm như sau. 1. Nếu tiếng la hét là của phụ nữ, hãy bỏ qua chúng cho đến khi chúng ngừng lại. Không được phép vào bồn chứa xác trong thời gian này dưới bất kỳ hình thức nào. 2. Nếu bạn xác định được nguồn gốc của tiếng la hét và kéo ngăn kéo đựng thi thể, điều này sẽ ngăn chặn tiếng la hét. Kết thúc trang, tôi đặt giấy xuống và ngả người ra ghế. Đã là 1 giờ sáng. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Sau một lúc, mắt tôi bắt đầu nhắm lại. Ngay khi tôi bắt đầu chìm vào cơn mơ, tôi cảm thấy một bàn tay đang đặt lên vai mình từ phía sau. Tôi ngay lập tức bật dậy, chiếc ghế cũng theo quán tính mà ngã ngang. Nhưng rồi tôi nhận ra không có ai ở đó. Tôi không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Mọi thứ đều yên tĩnh trong một thời gian và tôi đi vệ sinh một lần nữa. Khi tôi trở lại, đã là 4 giờ sáng và tôi gần như đã sẵn sàng để kết thúc ca làm việc ở đây. Tôi bắt đầu nghĩ rằng nó không tệ lắm với $120, cho đến khi tôi lật tờ giấy có các quy tắc và nhận ra có một điều gì đó khác được viết ở mặt sau. 7. Tất cả nhân viên sẽ ra khỏi tòa nhà trước 10 giờ tối. Vì vậy nếu bạn nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác phòng thí nghiệm trong ca làm việc của mình, đừng cố gắng nói chuyện với anh ta dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi đọc lại quy tắc 5 lần, nhưng văn bản vẫn như cũ. Có một tiếng gõ nhẹ vào cửa văn phòng. Tôi nhìn lên và qua lớp kính tôi thấy người đàn ông mặc áo khoác phòng thí nghiệm đang mỉm cười với tôi. Bây giờ là 4:30 và anh ấy vẫn tiếp tục gõ cửa.